Đầm cũng đẹp ha, đầm trơn đó. Giờ đó mình là vẽ gì đó cho nó nhẹ 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 nhàng thôi, để cho cái đầm mình nó đập đá một tí mặt đi chơi rồi cũng không có đụng hàng, đúng không? Dù giờ cái đầm này ai cũng có thể mua được hết á, nhưng mà khi mình vẽ lên theo cái ý thích của mình á là không có sự đụng hàng nha. Mình có thể vẽ cái gì mình thích, ví dụ giờ nó suông vậy nè, đầm suông vậy là mình phải căn cứ theo cái tạng người mặt á. Ví dụ đi, giờ cái cô nó có ốm dáng như người mẫu thì không gì phải nói rồi, đúng không? Phối hình nào cũng đẹp hết. Mà giờ cái người chủ của cái áo này á, họ mập họ lùn đi, mà mình vẽ cái bông nó chà bá lên đây nè là mặc vô thấy nó kỳ cục lắm. Nếu mà những cái tạng người mà lùn mà mập, mình phải thiết kế mấy cái hình gì á, cái hoa đó từ dưới nè nó vươn lên, nó vươn nó mảnh khảnh thôi, nó vươn nè, nó vươn vươn lên, đúng không? Để tạo khi người ta mặc vô tạo thấy cái nó ốm nó cao lên, nó gọn lại đó, đúng không? Rồi ví dụ bây giờ cái hình đó mình sẽ vẽ cái dạng là watercolor nè, cái lon lon nè, thấy đó giống như màu nước mà, nó là cái dạng đó là dạng vẽ vẽ màu nước đó, watercolor nha. Nó lon lon vẽ cái dạng này nó phóng khoáng giống giống vẽ tranh vậy, không có gò bó. Nói chung là nó dễ thương, nó nhẹ nhàng lắm, nó không phải gò bó cần phải bén nét gì cả. Thì bây giờ cái hình đó mình sẽ phối đồ đạc, mình sẽ sắp xếp cái vị trí nào cho nó dễ thương. Ví dụ cái đầm này xuống như này, mình có thể bắt nguồn từ cái phần eo nằm một bên thôi, một dạt xuống như này nha, dạt xuống như này, phải không? Cái nụ nằm đây ví dụ vậy, thì cái phần này để tắm chứ mình cũng không cần phải để ở giữa, không nhất thiết cái gì phải để ở giữa. Để giữa trừ cái em vẽ mấy hoa tulip á, chỉ là có cái cuốn dài lên như này, cái có một nụ hoa lá, rồi cái một cái bông đây, một bông đây có một cái cuốn dài xuống đây, ví dụ nó tẻ 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 lên thì cái hoa đó thì mình sẽ vẽ ngay vị trí ở giữa, thấy không? Hoặc là có những cái hoa từ bên gốc này nè, nó vươn lên nè, nó vươn lên nha, bắt nguồn từ cái xuất phát từ chân bên gốc với cùng, nó vươn lên thì vẫn người ta mặc vô cũng vẫn cảm thấy nó đẹp và nó gọn gọn lên cái thân hình người ta lại, đúng không? Đây là gì biết không? Đây là bút bút vẽ vải tự phai, có nghĩa là khi mình phát thảo lên á thì mình phát thảo bản này nó sẽ dần dần nó phai dần, có nghĩa là mình để dần 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng thì càng lâu thì nó sẽ càng mờ dần. Và nó có một loại nữa là viết á, khi mà vô nước nó mới phai. Cái loại vô nước phai là sao? Có nghĩa là em quẹt lên, em để vậy nó không có bay đâu. Em khi mà em tay giặt đồ á, người ta nước vô rồi thì nó mới trôi đi thôi. Cái loại đó thì nó hơi dơ. Thì em vẽ vô thì khi em cũng có nước có đồ á, nó vô cái nó lem tùm lum. Nhá, ví dụ vậy. Còn này á thì sạch sẽ hơn, bữa này nó mắc tiền hơn, nó gọn gàng hơn. Đây là viết vẽ dùm vải nha, tự khoai không, từ từ thì chỉ chú mua cho nha. Ý là nói là cho em hiểu vấn đề là đưa mình phát thảo đó, mình thấy phát thảo những viết này nó cũng sạch sẽ thôi ha. Rồi bây giờ á, mới đầu á phát thảo lên thì sắp xếp bố cục trước. Ví dụ nhìn vô hình nó đi, thấy nó có hai bông lớn, cái nụ nhỏ nhỏ đúng không? Mình xác định cho mình trải áo vậy nè đó, xác định mình sẽ vẽ vị trí nào. Ví dụ là thầy sẽ vẽ vị trí một bên đây đúng không? Thầy phải tạo khối trước, tạo khối trước là mình mới phát thảo chi tiết, chứ không phải mới vô cầm viết này nó quẹt tùm lum lên dơ áo người ta. Lúc đó là biết nó tự phai đó, nhưng mà nó sẽ bị dơ.